Chào mừng các bạn trở lại với amdev.vn. Thì cái series này mình sẽ dành để hướng dẫn các bạn lập trình về framework Laravel của PHP. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì cái video đầu tiên chúng ta sẽ cài và chạy thử cái framework đó. Thì chúng ta bắt đầu bằng việc chúng ta yêu cầu bằng việc chúng ta phải có SAM. Các bạn tải SAM về và cài đặt lên máy, sau đó là khởi động nó lên. Tiếp theo là chúng ta cần một cái tool để có thể code được, có thể quản lý được source code và viết code ở trên đó. Thì mình hay sử dụng là Supply Tech. Thì các bạn cũng tải về và cài lên máy. Tiếp theo là chúng ta tiến hành cài đặt một cái phần mềm để nó có thể quản lý được cái những cái packet của PHP. Thì chúng ta vào theo đường dẫn là composer, getcomposer.org. Chúng ta download về và cài đặt bình thường. Trong thời gian chờ thì chúng ta vào cái trang laravel.com. Chúng ta vào phần document. Các bạn để ý hiện tại là cái version stable của Laravel đang là 5.1. Thì chúng ta cũng thực hiện các cái bước cài cắm và những cái API của Laravel 5.1. Các bạn có thể chọn vào đây để lấy ra những cái version cho thích hợp với công việc và project của mình. Thì chúng ta bắt đầu cài vào phần installation. Thì chúng ta vào đây. Đây. Các bạn copy cái đoạn composer global require Laravel installer này. Đây. Trước đây các bạn phải cài composer này đã. Đây mình sẽ cài. Next install shell menu. Các bạn chọn cái phần này đến cái thư mục của file php.exe của thằng Sam. Thì chúng ta vào, ví dụ của mình là ở ổ C này, Sam này, tìm php, đây cái file php.exe, chúng ta next install. Việc cài đặt composer rất là nhanh thôi. Chúng ta mở cái command line lên, đợi cái việc cài đặt này xong rồi thì chúng ta sẽ chạy câu lệnh finish. Đây, chúng ta copy tiếp cái câu lệnh này, copy, chúng ta paste vào command line. Ok, bây giờ việc của chúng ta là chờ nó load xong cái thư viện Laravel về. Tiếp theo thì chúng ta có nhiều cách để tạo một cái project Laravel, ví dụ như kiểu nhanh các bạn có thể dùng câu lệnh là Laravel new block, hoặc là composer create project Laravel và predict. Chút nữa mình sẽ dùng cách này để tạo một cái project của Laravel đầy đủ các tính năng. Nó đang tải các cái thư viện của Laravel có sẵn về cho máy của chúng ta. Chút nữa chúng ta chỉ việc chạy cái câu lệnh create project thì nó sẽ đưa những cái thư viện này vào trong project của chúng ta. Các bạn kiên nhẫn một chút. Cái này quá trình này nó cũng không quá lâu. Ok, xong. Thì bây giờ mình muốn chuyển sang một cái thư mục sẽ chứa project của mình. Thì ví dụ như kiểu mình mở ra cái thư mục ở ổ E đi. Mình đặt ở đây là Laravel. Ok. Mình mở cái project ở đây ra. Và có open command line, các bạn có thể giữ shift chuột phải
để Open Command Line lên ở đây. Thì mình sẽ copy cái đoạn bên này, Composer, paste vào và mình đặt tên cho project của mình là Laravel Master. Laravel gạch ngang Master cách predict, enter. Bây giờ nó sẽ tạo cho chúng ta một cái folder và đưa toàn bộ các cái source code của Laravel vào trong đó. Chưa thấy tạo. Ok, hiện tại em đang tải những cái thư viện cần thiết cho chúng ta. Bạn có thể mở cái thư mục vừa rồi tạo ra thì ở trong nó đang có những cái thư mục này. Phần hiện tại nó đang cài thư mục vào trong phần vendor này. Đó là cái thư viện chúng ta có thể sử dụng. Ok, thì chúng ta đã cài đặt xong cái một cái project của Laravel chạy ở đây. Các bạn có thể thấy nó generate cho chúng ta một cái application key này. Như vậy nó báo là chúng ta đã cài xong cái project Laravel. Thì bây giờ chúng ta vào trong thư mục đấy, Laravel Master, chúng ta gõ php artisan serp để chạy chạy cái project đó, serp. Ok, bây giờ chúng ta project chúng ta đã chạy, nó ở localhost cổng là 8000, enter. Ok, bạn có thể thấy là chúng ta đã chạy được một cái project Laravel. Thì ở cái thằng PHP Artisan Serp này, chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi cổng của nó được. Chúng ta có thể đổi sang cổng 80 như sau. Chúng ta sử dụng như sau: cách trừ trừ port bằng 80. Ok, bây giờ cái cổng này nó sẽ chết mất, không còn nữa. Chúng ta chuyển sang cổng 80, sang cổng như này. Đó, chúng ta đã chạy, chúng ta có thể check được cái việc là chúng ta có đã, chúng ta có thể sửa code thử xem sao. Để tôi search cái supply take. Open folder Laravel master. Ok, chúng ta tìm file để chúng ta research này, view này, welcome, chúng ta sửa cái này thành năm là mình. Ok, vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Laravel. Thì bài này mình đã hướng dẫn các bạn tiến hành cài đặt những cái thứ những cái phần mềm cần thiết để có thể code, bắt đầu code cái Laravel và cách chúng ta cài đặt Laravel bằng Composer. Bài sau thì mình sẽ hướng dẫn mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mô hình MVC chúng ta sẽ sử dụng ở trong Laravel như thế nào. Ok, chúc các bạn học tốt.